Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình, nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng tháng 5 âm lịch 2024, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, ân trên độ mệnh, biết được thiên cơ, làm ăn trúng lớn, gánh tiền nặng vai, đổi đời ngoạn mục, giàu như vũ bão. Ất Mão vận số cuộc đời, hiền hòa ngay thẳng chẳng trông hơn người, riêng cần chăm chỉ ít lời, gắng công làm việc sống đời bình an, đông xuân xanh thuận vẻ vang, công danh sự nghiệp đôi đảng đều nên, nghịch xanh vận số không bền, lục xung chiếu mạng xuống lên theo thời, tiền vận lắm chuyện đổi rời, trung niên tạm ổn an nơi dần dần, giáp thìn không được an thân, làm thiện tích phúc át thời sẽ qua. Vâng thưa quý vị, với những tính cách phẩm chất trên, người ta thường nghĩ rằng tuổi Mão nói chung và bản mạng Ất Mão nói riêng sẽ gặp rất nhiều bất công vất vả, thậm chí bị người đời chèn ép bởi họ rất hiền hòa và lương thiện và biết nhẫn nhịn. Nhưng nếu ai đang có suy nghĩ đó thì bạn nhầm to rồi, bởi tuổi Ất Mão được ví như đứa con cưng của trời vậy. Họ được cả ông trời lẫn người đời nuông chiều, yêu quý, họ luôn nhận được sự ưu ái mà ông trời ban cho. Người khác có tu ngàn năm cũng chưa chắc đã nhận được đâu, dù cho gặp năm xung tháng hạn, người khác lận đận khó khăn thì Ất Mão vẫn gặt hái những thành quả như ý, ai cũng phải ghen tị. Đặc biệt, trong tháng 5 âm lịch 2024, tuổi Ất Mão được phúc đức Thái Âm che chở, lại có cát tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ, ngôi nhà cũng có tiền, ở nhà thần tài cũng đến vỗ cửa, rúi lục vào tay, cực may cực đỏ. Vậy, vận trình chi tiết của bản mệnh Ất Mão trong tháng 5 âm lịch tới sẽ ra sao? Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Ất Mão với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông. Loài hoa biểu trưng cho sự cao quý, hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn có thiên can là Canh, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Ất Mão âm lịch khá suôn sẻ, khi mà bạn luôn giữ chữ tín, lúc này lại có điều kiện tốt để thể hiện lợi thế của mình trong công việc nên sự nghiệp dễ tăng tiến. Đế vượng là sao tốt mang tới nguồn năng lượng dồi dào để những con giáp tuổi Ất Mão có thể cho thấy sức ảnh hưởng và tài lãnh đạo của mình. Tháng này, nhiều người may mắn được nâng lương, thăng chức nhờ công sức của bạn được lãnh đạo ghi nhận. Cuộc sống của bản mệnh lúc này cũng rất năng động, vui vẻ, công việc của bạn cũng nhận được nhiều sự chú ý từ những người xung quanh. Do đó, đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn thuyết phục đối tác hoặc cấp trên về những ý tưởng của mình. Kiếp tài xuất hiện, dễ có họa thị phi của những kẻ ghen ăn tức ở với hạnh phúc và thành công của bạn. Do đó, tháng này bản mệnh nên giữ mồm giữ miệng, đừng khoe quá nhiều về cuộc sống của mình, nhất định phải giữ kín thu nhập mà bạn có nữa nhé. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh hanh thông, tốt lành, để mọi sự thuận lợi. Bạn cần buông bỏ bớt sự kiểm soát với đối phương và để mối quan hệ được tiến triển một cách tự nhiên. Bên cạnh đó có tương phá, tức là có điểm phá tài, khuyên bản mệnh không nên chủ quan tới các giao dịch liên quan tới tiền nong, nhất định phải quản lý tiền bạc chặt chẽ, không nên xem thường những khoản chi nhỏ. Người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, mang mệnh đại khê thủy, nước khe lớn, khác với sự trầm lắng thích tư duy thường thấy của mệnh thủy khác. Những người đại khê thủy ở cuộc sống biến động, thích sôi nổi, hay bàn luận,
trao đổi với bạn bè, chia sẻ, bộc bạch với người thân. Những người này yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu nệ, ước thúc hay tuân theo một khuôn khổ, hình mẫu. Họ ghét sự ràng buộc, bí bách. Chính vì lẽ đó, dù làm việc ở đâu, họ cũng vẫn dành nhiều thời gian làm những việc tùy thích. Những người thuộc đại khê thủy thường phù hợp với các công việc đòi hỏi sự giao tiếp và trí tuệ nhiều như tư vấn, giáo dục, ngoại giao, đặc biệt là kinh doanh, vân vân. Ngoài ra, nếu bạn thuộc mệnh thủy, kết hợp các can và chi trên, thì có thể thành công ở các mặt như quản lý tài chính, làm nông nghiệp, văn phòng, sản xuất, vân vân. Tuy nhiên, những người thuộc tuổi Ất Mão cần lưu ý, bạn rất dễ bị hao tốn tiền nong bởi cách sống lãng phí của mình. Hãy kiểm tính và xây dựng kế hoạch chi tiêu cho đúng đắn. Những người đại khê thủy, đa tài nhưng cũng thường có tật, dễ lụy đào hoa, ảnh hưởng tới công việc và sức khỏe. Đại khê thủy mang bản chất của dòng suối lớn, có lúc chảy xiết, có lúc bình lặng, tình cảm thường sóng gió nhiều, có những lúc mãnh liệt, trào dâng, có khi mâu thuẫn ghen tuông vô cớ. Khi làm bạn với họ, bạn sẽ cảm thấy sự sâu lắng bề ngoài, sôi nổi trong nội tâm, luôn biết quan tâm người khác. Đại khê thủy cũng là những người không dứt khoát trong tình cảm, yêu đương tìm hiểu lâu rồi mới tiến tới hôn nhân. Nhờ phúc đức và có tài bởi thiên thời, địa lợi và nạp âm của can chi, nên cuộc sống của họ đầy đủ và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng năm âm lịch cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, vận hạn may mắn và cách hóa giải giúp bản mệnh đón lành tránh dữ, gặp hùng hóa cát. Xét về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 5 năm 2024, tuổi Ất Mão âm lịch thấy rằng nhiều sóng gió ập đến phương diện sự nghiệp của người tuổi Mão, đòi hỏi bạn không được phép lơ là. Nếu thời điểm này bạn ngừng cố gắng thì rất dễ phạm sai lầm, trở thành người tụt hậu hoặc gây phiền phức cho tập thể. Hãy cẩn thận trong mọi việc, hạn chế tham gia vào chuyện bao đồng cũng như hạ cái tôi của mình xuống. Trong mỗi cuộc thảo luận, bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói để không gây phật lòng người tốt cũng như đắc tội với kẻ tiểu nhân. Bạn cần bình tĩnh lại để cân nhắc xem điều mình thực sự mong muốn là gì. Không nhất thiết phải vội vã chạy theo bước chân của người này, người khác. Khó khăn càng chồng chất thì bạn càng phải cổ vũ mình cố gắng vươn lên, chớ nên bỏ dở công việc giữa chừng. Chỉ khi cố gắng giải quyết các vấn đề, bạn mới trưởng thành hơn và có bản lĩnh hơn trong công việc. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước đáng tin cậy. Trên thực tế, tháng này bạn còn được các tinh thái âm trợ mệnh. Nếu chăm chỉ quyết tâm trong công việc, thì bạn có thể gây ấn tượng với quý nhân hoặc cấp trên. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những chỉ dẫn hữu ích, thậm chí giúp bạn một tay để bạn thoát khỏi tình thế khó khăn trước mắt. Xét về mặt tài lộc, phương diện tài lộc của người tuổi Mão khó có dấu hiệu khởi sắc. Bạn không nên chi tiêu một cách lãng phí trong tháng này. Tốt nhất hãy nhắc nhở mình cắt giảm chi tiêu và luôn để sẵn một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Cục diện tương phá đem tới nguy cơ hao tài tốn của luôn lơ lửng trên đầu. Dù làm trong lĩnh vực nào, thì bạn cũng nên cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ còn dang dở, chớ nên làm nhiều việc cùng một lúc, kẻo dễ dàng gây ra lỗi, phải tốn tiền để đền bù, khắc phục. Người làm ăn, kinh doanh, không nên vội vã đưa ra những quyết định đầu tư, bởi những mối đầu tư tưởng rằng triển vọng lại luôn tiềm ẩn cái bẫy mà kẻ tiểu nhân giăng sẵn. Nếu có ý định hợp tác với ai, bạn cũng cần kiểm chứng thông tin rõ ràng, đồng thời tìm hiểu kỹ các thông tin về đối tác. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục tháng này, bạn còn chú ý hơn đến ngoại hình, nên sẽ tốn kha khá tiền để chăm sóc cho sắc đẹp. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp xong, bạn chớ nên vì thế mà thành người phô trương phung phí không cần thiết khi túi tiền không hề rủng rỉnh. Về mặt tình cảm gia đạo, căn cứ tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Ất Mão âm lịch, phương diện tình cảm của người tuổi Mão có những dấu hiệu khá đáng mừng. Đặc biệt là với người độc thân, có thể bạn sẽ tìm thấy người tâm đầu ý hợp trong tháng này. Tuy nhiên, khi nhận được quá nhiều lời ngỏ ý làm quen, con giáp này phải thận trọng để nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình. Bạn chớ nên để ý quá nhiều đến ngoại hình mà bỏ qua những yếu tố quan trọng khác. Với người đã lập gia đình, nhân duyên khác giới tốt đôi khi cũng đem tới cho bạn một vài rắc rối. Có điều, chỉ cần bạn luôn biết giữ mình, chủ động giữ khoảng cách với người khác giới thì không có gì đáng lo ngại. Thậm chí, bạn còn có thể biến những mối quan hệ đó thành trợ lực cho mình trên con đường sự nghiệp, kinh doanh. Về mặt sức khỏe, người tuổi Mão duy trì được tình trạng sức khỏe tốt trong tháng này. Nhờ vậy, bạn có thể sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thử thử thách mà cuộc sống mang lại cho con giáp này. Nhớ duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, tránh dùng quá nhiều thời gian để đắm chìm cho sở thích cá nhân hoặc cho công việc. Ngoài ra,
Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì cần theo dõi và chữa trị kịp thời. Như vậy thì bệnh mới nhanh khỏi và bạn cũng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí chữa trị. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Ất Mão, sinh năm 1975? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Xem tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch của người tuổi Ất Mão, có thể thấy rằng vận trình của con giáp này hung cát đan xen, nhiều vấn đề cùng nảy sinh trong khoảng thời gian này. Đầu tiên là chuyện tình cảm bất đắc ý, bản mệnh dù trao đi rất nhiều nhưng nhận về lại chẳng được bao nhiêu, đường công danh, sự nghiệp cũng không hoàn toàn ổn định. Tuy về cơ bản là tuổi Ất Mão tuần này đạt được nhiều bước tiến mới, cũng gặt hái được không ít thành công khi mà ấn quan hiệp lực tương trợ và tạo cho bản mệnh nhiều cơ hội để thể hiện mình. Song đó là chuyện đầu tuần mà thôi, càng về cuối tuần thì vận trình sự nghiệp càng thêm phần sa sút. Người tuổi Ất Mão có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại, khiến cho những thành quả bạn đạt được trước đó bị ảnh hưởng rất nhiều. Cũng may có giải thần cát tinh nâng đỡ, gánh bớt cho những xui xẻo, nên bản mệnh mới giữ được phong độ của mình. Riêng về vận trình tài lộc thì thiên tài cho thấy, con giáp này có thể sẽ nhận được khá nhiều cơ hội để phát tài, phát lộc trong khoảng thời gian đầu tháng năm âm. Đặc biệt là càng về giữa tháng, bản mệnh chớ nên bỏ lỡ. Thời điểm này trong tuần, nhất là những người làm kinh doanh, càng nên cố gắng để chuyện làm ăn phát triển tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, người tuổi Ất Mão làm lãnh đạo cần phải tránh thái độ độc đoán, bắt người khác làm theo ý mình. Để công việc được tiến triển hiệu quả hơn, bạn nên dành cho người khác cơ hội để thể hiện bản thân. Thủy khắc hỏa khuyên các gia đình cần phải chân thành trò chuyện với nhau nhiều hơn, giấu mọi chuyện trong lòng chỉ khiến đôi bên ngày càng xa cách, thậm chí nảy sinh hiểu lầm, nghi ngờ không đáng có mà thôi. Quý nhân, Hợi, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng. Con số may mắn, 74, 24, 44. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Tử vi phương Đông cho thấy người tuổi Ất Mão có khoảng thời gian giữa tháng dễ thở hơn đôi chút khi mà cát khí dần kéo tới, xua tan bớt bóng đen. Công việc của con giáp này về cơ bản đang tiến triển khá tốt. Bản mệnh thể hiện mình là người có trách nhiệm và có năng lực thực sự, xứng đáng để đảm trách những vị trí cao hơn. Về tài lộc, tuổi Ất Mão không mấy may mắn vào thời điểm đầu tuần, khi mà lúc đó kết tài vẫn đang ngáng trở, khiến cho công cuộc tìm kiếm tài lộc của con giáp này tiến triển không được tốt. Bản mệnh có thể đưa ra những quyết định sai lầm, dẫn đến việc tiền bạc bị phung phí. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ dần cải thiện hơn vào cuối tuần, chớ vội vì thế mà tuyệt vọng. Điều mà bạn cần quan tâm hơn vào thời điểm này là sự xuất hiện của ngũ quỷ hung tinh. Nó thể hiện những điểm báo tử vi rằng có kẻ tiểu nhân đang đơm đặt chuyện thị phi để phá hoại chuyện tình cảm của bạn. Đôi bên thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, để cho những lời đồn thổi đi quá xa, trở thành chuyện có thật trong suy nghĩ của mỗi người. Thay vì tin tưởng và yêu thương nhau nhiều hơn để bảo vệ tình cảm của mình, thì bản mệnh lại để cho những kẻ xấu xa kia đạt được mục đích phá hoại mối quan hệ của mình. Ngoài ra, bên cạnh việc không ngừng đổi mới bản thân, bạn cũng cần chú ý tới những điểm chưa tốt của mình. Hãy lắng nghe quan điểm của mọi người xung quanh, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra điểm thiếu sót của mình để có thể thay đổi. Nếu có kế hoạch xuất hành đi xa, bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần, hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong thời gian này, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Quý nhân, Tuất, Dần. Tiểu nhân, Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, xám. Con số may mắn, 14, 92, 10. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Theo dõi tử vi của 12 con giáp người tuổi Ất Mão sẽ có một khoảng thời gian khá dễ chịu khi mà bước vào giai đoạn cuối tháng năm âm. Nếu có thể vượt qua những rắc rối nho nhỏ vào thời điểm đầu tuần do âm sát hung tinh gây ra, khiến cho bản mệnh không tập trung vào công việc mà suy nghĩ viển vông, thì con giáp này hoàn toàn có thể giành được nhiều thành công. Đó là vì trong thời gian này, cát thần đông đảo phò trợ cho tuổi Ất Mão khá nhiều trong công việc. Ấn quan hiệp lực tạo ra sức mạnh khá lớn và nâng đỡ cho con giáp này thoát được những khó khăn phía trước, giành được những ưu thế trong trận chiến sắp tới để chiến thắng trong cuộc đua quyền lực. Thiên ấn soi chiếu, người làm công ăn lương có thể nắm bắt được một số cơ hội để phát triển bản thân. Nếu làm tốt, bạn chắc chắn sẽ được thăng tiến, cấp trên đánh giá rất cao những người biết tận dụng cơ hội như bạn. Ngoài ra, thời điểm này bạn cần chú ý tới việc xây dựng mối quan hệ các đối tác hơn là tập trung vào việc mở rộng sản xuất. Hãy tập trung phát triển chiều sâu chứ đừng vội vàng chạy theo xu thế của thị trường. Một điều cần nhắc nhở con giáp này đó là, dù có đang trong men say chiến thắng,
thì cũng đừng bao giờ ngủ quên quá lâu, bởi kiếp tài đang rình rập và có thể sẽ khiến cho bạn đánh mất tiền bạc đang nằm yên trong túi mình. Chớ nên cả tin quá mức, ai nói gì cũng nghe theo mà không biết rằng đó chính là khuyết điểm chí mạng. Hỏa vượng cảnh báo những dấu hiệu về sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong thời gian này, ví dụ như nóng trong người. Vì thế bạn cần chú ý chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Đậu, Tý. Màu sắc may mắn, vàng, xanh dương. Con số may mắn, 60, 14, 22. Quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ tới quý vị một câu chuyện hết sức ý nghĩa về hạnh phúc. Quý bản mệnh Ất Mão, hãy cùng chúng tôi chiêm nghiệm, xem câu chuyện liệu có đúng với cuộc đời của chúng ta hay không nhé. Chuyện kể rằng có một lão thiền sư đi đến bến đò. Trên bến đò có buộc một sợi dây thừng, bên dưới là một chiếc thuyền con lắc lư theo sóng nước. Lão thiền sư lên thuyền, khi đang định kéo dây thì một người ăn mày bẩn thỉu từ phía sau chạy đến, nhảy vọt lên thuyền. Lão thiền sư vội vã ra khỏi thuyền và ngồi trên tảng đá trên bờ. Người ăn mày nghi hoặc hỏi, hà tất phải như vậy chứ? Nếu ông không độ tôi qua sông, thì để tôi đổ ông qua sông, không được sao? Lão thiền sư bình tĩnh đáp, tôi không độ cậu, cũng không cần cậu độ, tôi muốn tự độ. Người ăn mày đó, nghe vậy không hiểu gì cả, nhìn lão thiền sư với vẻ khinh bỉ, lớn tiếng hát vang rồi đắc ý rời. Đi trong miệng vẫn lẩm bẩm, có người đổ ông còn không muốn cứ muốn tự độ mình, thật ngu hết chỗ nói. Người ăn mày vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn theo lão thiền sư đang nhắm mắt dưỡng thần, không kìm được sự tò mò trong lòng, liền trèo thuyền trở lại và hỏi. Lão hòa thượng sao tính khí lại cổ quái như vậy, nhất quyết không chịu qua sông với ta, đây chẳng phải là tự làm khó mình sao? Lão thiền sư vẫn điềm nhiên nói, làm việc gì cũng phải dựa vào chính mình, đừng mong cầu người khác đến giúp mình, điều này không có bảo đảm tuyệt đối. Dựa vào chính mình đi là chắc chắn nhất, cho nên ta sẽ không độ cậu, mà cậu cũng không cần độ ta tự độ mình là được rồi. Nghe thiền sư nói xong, người ăn mày cuối cùng cũng ngộ ra, anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt thiền sư, cảm kích nói rằng, chỉ điểm của đại sư con sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, con nhất định sẽ bắt đầu từ đầu, sẽ không phụ lòng người, cũng sẽ không khiến bản thân thất vọng. Từ nay về sau, con sẽ tự độ chính mình, nuôi sống bản thân bằng chính đôi tay của mình. Mấy lần xuân đến thu đi, một ngày nọ, có một nhà hảo tâm, phong thái hiên ngang, đến gặp vị thiền sư già, quỳ xuống không nói một lời. Thiền sư khẽ mở mắt, khẽ nói, có phải cậu là người ăn xin năm xưa không? Nhà hảo tâm nói đúng vậy. Sau khi được người chỉ điểm, sau nhiều năm nỗ lực, con trước tiên từ một người giúp việc trong tiệm, may nhờ ăn tiêu rẻ sẻ, con đã mở tiệm may của riêng mình. Bây giờ con đã là ông chủ một tiệm may nổi tiếng ở thị trấn, có cuộc sống dư giả. Lần này con đặc biệt đến báo đáp người, con có mang theo 100 lượng vàng, hy vọng có thể làm cho cuộc sống của ngài bớt khổ cực. Thiền sư vẫn điềm nhiên nói, Phật không muốn được trả ơn, ta cũng không muốn được trả ơn, nếu cậu đã có lòng thành như vậy, hãy xây một cây cầu đá ở bến đò năm xưa là được rồi. Không lâu sau, trên sông có một cây cầu đá vắt ngang. Dựa dẫm vào người khác, chỉ bằng hãy dựa dẫm vào chính mình, tự độ bản thân, đòi hỏi chúng ta phải kiên trì trong suốt cuộc đời. Có thể bạn không tin tưởng người khác, nhưng bạn nhất định phải tin tưởng chính mình. Bạn không thể kiểm soát vận mệnh của người khác, nhưng bạn có thể nắm chắc vận mệnh của mình, cứu vớt linh hồn của tự mình. Bạn không thể gửi gắm hạnh phúc và cuộc sống của mình vào ân đức của người thân và bạn bè. Bởi vì không ai có thể tạo dựng hoặc gánh vác hạnh phúc của bất kỳ ai. Nếu bạn chỉ biết dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác để có được hạnh phúc, cuộc sống của bạn vẫn chưa bao giờ thật sự bắt đầu. Cái gọi là hạnh phúc là một loại cảm giác xuất ra từ nội tâm, không thể cho đi và cũng không thể dựa dẫm vào người khác. Hạnh phúc nhờ vào lòng từ thiện của người khác, giống như một ảo ảnh hư vô, chỉ là ảo ảnh nhất thời. Chúng ta luôn cho rằng hạnh phúc của mình là đến từ người thân, vợ chồng, bè bạn. Thực ra chúng ta đã nhầm, hạnh phúc cần phải do chính mình kiểm soát. Nếu bạn không tự mình nắm lấy hạnh phúc trên tay, thế thì hạnh phúc cũng sẽ không thuộc về bạn. Hạnh phúc tồn tại trong tâm hồn chúng ta, muốn có hạnh phúc thì phải tự mình tìm tạo dựng. Không ai có thể cho bạn hạnh phúc mà chỉ có chính bạn mà thôi. Cầu cạnh người khác chi bằng hãy cầu cạnh chính mình, mong chờ người khác cho mình hạnh phúc cũng là một lối nghĩ sai lầm và ngu ngốc. Tự mình tạo dựng hạnh phúc thì thuyền đậu ngay bên cạnh mình để người khác qua sông hay mình qua sông, tất cả là do mình lựa chọn. Vâng, quý vị thân mến,
Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Bản biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.